Khi nào quay nó quay nhá. Rồi, 1, 2, 3. Tiếp tục em vẫn để như này và em bật để cho anh chị xem được cái độ mo vàng nó như nào nhá. Thì lúc đấy là em chưa em bật luôn và bây giờ em sau này em mới bật thì anh chị để ý nhá. Vâng, anh chị đây. Anh chị thấy không? Đây là đây là chưa nhỏ cho to này. Anh chị thấy không? Đúng đó. Lặp lại. Đấy, em tắt máy này. Anh chị hiểu không? Đấy, tắt máy thì rất bình thường, anh chị hiểu không? Em bật nhá, bắt đầu em bật để cho anh chị xem này. Con quay ở chỗ này. Ô, quay này gió, quay gió. Ok này. Nhắc luôn, đúng, nhắc luôn. Anh chị như này. Khủng khiếp luôn. Đây là nếu như anh chị mà rút lâu ấy, thì cái này nó sẽ hút cái này khói, anh chị hiểu không? Chính cái này là độ hút vào để khói nó bay vào đây và nó ra đầu này và nó đưa khói ra ngoài, nó chỉ để anh chị nhé, anh chị nhé. Đấy, đây là em test như thế thì anh chị nắm được cái độ hút của nó là sẽ là như này nhá. Ok anh chị nhá. Kinh nhỉ. Úi giời, anh chị thấy không? Em sẽ làm nhanh luôn. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, rách rồi đấy. Ok anh chị nhá. Để đây là minh chứng cho cái máy hút bùn của bên em nó mạnh như thế nào. Như các bạn nó mạnh kinh khủng anh chị ạ. Mạnh lắm. Ok anh chị nhá. Đó, đây này, nó hút cả bàn này anh chị này. Đó, nào, phải nhấp cái bàn lên đấy. Anh chị thấy chưa? Em sẽ cố gắng độ hút nhấp cái bàn đấy. Hút rồi. Cái bàn này hơi nặng anh ạ. Cái bàn này nó hơn 10 cân. Hơn 10 cân. Gần nhấc lên được chưa? Cố gắng nhá. Để em sẽ cố gắng giờ im rồi bắt to được cố gắng để em sẽ cố gắng để hút được cái bàn này nhất lên cho anh chị xem nhá, cố gắng nhá. Máy đang chạy hiện giờ là đang hút anh nhá. Nó đẩy cho cái chân lên thế nào. 1, 2, 3 cố lên đấy anh thấy không, cái bàn hơn 10 cân em đang cho máy chạy đấy. Hút được chưa con, có thấy nhấc chân lên chưa? Rồi đấy. Đấy, anh chị thấy chưa? Kinh khủng thật đấy. Em sẽ làm một cái khác để cho anh chị thấy cái độ hút của cái này nó như là. Bắt tắt đi để test theo một cái kiểu là dùng cái vung xoong này. Xem độ hút nó có dính cái vung này lên không? Cái bàn này nó có dính được cái vung này quá đơn giản đúng không anh chị? Anh chị theo dõi tiếp tục chương trình của Lê Hùng Thí Nghiệm nhá. Ok chị nhá. Bật công tắc. Bật đèn. Bàn điều hút thì gần nhất là cả cái bàn nặng gần 10 cân lên rồi thì cái vung này xem nó độ hút nó như nào anh chị nhé. Anh chị này, nhìn này. Anh chị cảm nhận được không? Anh chị đến đây em cho cảm nhận luôn. Hút rất chi là dã man luôn. Thì đấy mới nói về cái độ hút này là nó là hút khói anh chị nhé. Bây giờ em sẽ xem cái lắp này như nào anh chị nhé. Úi dồi. Anh chị nhìn này. Anh chị nhìn nhá. Đây nói thì cái vung này thì quá đơn giản anh chị ạ. Anh chị nhìn này. Anh chị nhìn này. Em kéo ra cũng không phải là dễ đâu. Anh chị nhìn thấy không? Anh chị nhìn ra tay em kéo đây này. Đây, anh chị đây, để ý đây. Đấy. Thế thì em nói là tại sao bên em bán hàng các cái máy hút bụi này bán chạy thế mà nhiều người mua khen ngợi, vì cái công suất quạt này là 120W để muốn anh chị mua loại này. Thì anh chị yên tâm, anh chị nhìn nhá. Đấy, anh chị thấy không? Anh chị nhìn này em lại thí nghiệm tiếp này. Đây là sự thực chứ không phải là bên em làm phép hay làm màu gì mà anh chị bảo là không hút được. Nên anh chị mua sản phẩm bên em là có sao nói vậy. Inox hoàn toàn là không hít nam châm. Ở trên thị trường bây giờ có là những cái loại inox hít nam châm, không phải là inox đâu, nó là mạng. Em sẽ thử luôn cho anh chị bằng cách nam châm đây nhá. Anh chị đợi em tí nhá. Đây có chuẩn bị quay này. Quay đi. 1, 2, 3. Vâng. Em lại giới thiệu về cái chất liệu inox mà tại sao ở trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm hàng nhái hàng phách giống bên nhà em mà anh chị mua mà về vẫn dùng vẫn han mà nó không phải là inox xịn. Đây là cái lắp xoong mà anh chị vẫn mua thị trường ấy. Đây là cái lắp rất đắt tiền bằng inox trên các công ty bán xoong có thương hiệu vẫn quảng cáo là inox xịn. Đây anh chị nhìn đây.
Đấy, những cái inox này là không phải là inox tinh khiết, vẫn hít nam châm là không phải. Anh chị nhìn sản phẩm bên em đây, không hít nam châm, đảm bảo anh chị là như vậy. Anh chị thấy không? Đây là inox đúng không? Và đây là một chiếc hòm inox rất chi là đẹp. Và trên thị trường vẫn nói đây là hòm inox rồi. Anh chị nhìn nhá. Đấy, hoàn toàn không phải là inox mà đây là cũng là hàng mã anh chị nhá. Ok chị nhá, em sẽ thử máy hút mùi cho anh chị nắm được cái chất liệu là quan trọng, và cũng như là cái quạt là phải là đúng công suất cũng như là bằng dây đồng. Anh chị nhìn này. Đấy, anh chị đây thấy không? Đây là sản phẩm bên em. Đây là sản phẩm trên thị trường. Đấy là cái điều này là điều để minh chứng cho anh chị mua sản phẩm inox nó phải chuẩn chỉ. Anh chị không? Bên em có sao nói vậy, chuẩn chỉ luôn. Đây anh chị nhìn này. Đấy, nếu là pha sắt nó sẽ dính ngay. Anh chị thấy không? Anh chị mua hàng bên em yên tâm về chất lượng nhé. Chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng của quạt là bên em đều có đúng với công suất, đúng với dây đồng, lõi đồng. Đấy, nói nguyên là anh chị, là anh chị mua hàng là tại sao giá rẻ mà vẫn được chất lượng tốt. Thì anh chị ở gần Bắc Linh thì qua số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Linh. Hoặc là anh chị đặt qua Zalo là 0936 144 646 hoặc là số 0913 524 077. Vâng. Anh chị xem những sản phẩm này thấy hay, chia sẻ cho bên em. Vì đây là hôm nay em test và trời nó cũng hơi tối. Thì những cái sản phẩm này anh chị có thể tiếp tục em cho trải nghiệm cái quạt 65W, ống ra 140. Ok chị nhá. Anh chị tiếp tục theo dõi video bên em để em sẽ test cái quạt này nhá. Đấy, đây là cái máng chóp. Máng chóp, hình chóp thì nó thu khói rất chi là tốt. Và cái công 65W, ống ra 140. Ok chị nhá, anh chị thử xem bên em sẽ test luôn trực tiếp xem cái quạt này nó mạnh như thế nào nhá. Ok chị ạ. Đấy, con tắt đi được. Em thử tiếp cho anh cái chị cái công suất quạt nhỏ nhất bên em là 38W. 38W ống ra 110 anh chị nhá. Em vẫn quấn như thế, em vẫn quấn như cái công suất 120W kia để anh chị nắm được xem là nó hút như thế nào anh chị nhá. Anh chị theo dõi video bên em. Đây là cái quạt công suất nhỏ nhất bên em. Cái này là dài 70, rộng 38, cao 10. Cái này bên em đang bán là 925.000 em. 925.000. Cái này thì những gia đình mà dùng ít thì có thể dùng cái này cũng ok. Mắc cách mặt bếp thấp thấp thôi, công suất cái bé này thấp thấp thôi. Đấy, thì em sẽ bọc qua ni lông đây. Cái này để anh chị nắm được cái độ hút của nó nhé. Cái này mới biết được thôi. Cái này thì nó thực ra là nó sẽ hút thì không thể bằng cái kia được. Vì cái này 38W, cái kia là 120W. Đây là em sẽ thử như này để xem độ mo của nó như nào. Ở trong này cũng có quạt và bóng đèn anh chị nhá. Đấy, con này thì không có chiết áp để điều chỉnh. Đây. Anh chị xem cận cảnh em ra test cho anh chị cái loại rẻ tiền này nhá. Cái này là dài 70, rộng 38, cao 10. Hiện giờ cái này bên em đang bán là 925.000 cũng ok, đối với gia đình ít người như là phòng trọ thì cũng ok. 38W anh chị nhá. Đây em sẽ test luôn xem độ hút nó như nào chị nhá. Anh chị để ý nhá. Đây, à đây anh chị, đây nhìn đây, nhìn đây, nó cũng hút vào đây. Cái này hiện giờ là đang mo vào đây anh chị. Đây anh chị thấy nhá, cái này là 38W anh chị nhá, 38W, nên là nó không thể nào bằng được 120W, nhưng mà dùng cũng ok anh chị nhá. Đây đây ạ, anh chị thấy không ạ, cảm nhận của cái 38W. Đấy, anh chị mua cái này thì bên em có hai dòng sản phẩm nhá. Hai dòng, bên em có loại này là 925.000, là dài 70, rộng 38, cao 10. Thêm 50.000 nữa thì dài 70, rộng 45, chiều này 45, cao 14, là thêm 50, là 975.000. Ok anh chị nhá, để em test trực tiếp cho anh chị đây ạ. Cũng hoàn toàn là inox hết anh chị nhá. Đấy, rất rẻ. Đấy, nó lõm vào anh chị nhá. Đấy, cái này là nó là công suất rất phổ biến bình thường, giá rẻ. Đấy, ok anh chị nhá. Hút đạt ghê đấy. Tắt được. Anh chị xem hay thì chia sẻ video này cho bên em nhá. Cái này thì lắp vào trong trạm cũng rất chi là đẹp. Đấy, nếu anh chị dùng bình thường thì dùng loại này. Còn nếu mà hút tốt hơn thì nên dùng các loại quạt sơn này. Những cái quạt sơn này là rất tuyệt vời. Thì đây là những cái sản phẩm bên em có những cái sản phẩm quạt sơn này. Khách hàng yêu cầu là sẽ làm cái máy hút mùi lắp và cái quạt này lắp ở xa, tức là không để ở gần bếp tránh ồn.
thì cũng bán rất chi là chạy. Tức là anh chị có thể là để cái máy hút mùi này để ở chỗ khác, cho cái này cắm vào cái máng này thôi, thì cái công suất này khi bật thì bọn em vẫn có công tắc để cho anh bật khi cái quạt nó chạy và nó sẽ hút và không bị ồn. Thì đây là một cái sáng kiến vừa rồi bên em bán cũng rất chi là tuyệt vời đối với khách hàng là tự về lắp lấy. Thì cái sản phẩm này là anh chị mua riêng về tự lắp, thì trong này thì bên em sẽ không lắp quạt vào đây. Anh chị đợi một chút thì nó sẽ là như này nhá. Rồi. Vâng, anh chị đây là cái sản phẩm anh chị có thể là mua bên em, thì bên em sẽ để không như này. Rồi anh quạt thì sẽ lắp riêng. Thì bên này bên em vẫn để chiếc áp cho anh chị và công tắc bóng đèn và công tắc quạt. Thì cái này đấu riêng anh chị nhá. Thế là anh chị mua và sau đó là mua cái quạt này. Anh chị hiểu ý em nói không? Anh chị mua cái quạt này. Đấy. Cái quạt. À, em bỏ cái này ra cho nó dễ tiện này. Để em review cho anh chị để anh chị lắm được nhá. Thì cái này anh chị vẫn lắp vào bếp đúng không ạ? Cho nó không có quạt. Đấy. Anh chị muốn êm thì anh chị sẽ cho cái quạt này nó ra chỗ khác. Đây ví dụ như này. Cái quạt này để ở chỗ khác và anh chị cắm cái vòi này thôi. Anh chị hiểu không? Anh chị cắm cái vòi này lên bếp rồi thôi, thì khi mà bật công tắc ở đây thì cái quạt kia nó quay, anh chị hiểu không? Nó quay cái quạt kia, đấy cái quạt kia nó quay thì nó vẫn hút và đưa khói ra ngoài. Nó sẽ êm hơn. Đấy thì là nhiều khách yêu cầu là muốn không có tiếng ồn thì sẽ làm như vậy. Thì anh chị sẽ cho cái quạt này ra cái vị trí nào mà để đưa khói theo ý của anh chị. Đấy thì là ống này bọn em sẽ tính ngoài, quạt tính ngoài. Và cái máy hút mùi này không có quạt thì bọn em sẽ trừ quạt đi. Đấy thì anh chị mua những cái sản phẩm này thì nó sẽ là hay ở cái là mình tự về tự đấu theo ý mình anh chị nhá. Đây là cái quạt này bọn em đã làm ra một cái đầu ra và đầu vào như này rồi. Ok anh chị nhá. Đây là quạt sơn Nitam 120W ống 510 ạ. Anh chị xem hay thì chia sẻ video giúp em là Lê Hùng nhá. Và xin chào anh chị ạ.